Kính thưa toàn thể vị, và nói tiếp chương trình, lên xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Nhật Trường, ca khúc được mang tên Nếm Đời. Và với ca khúc này, mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Kim Trúc. Nhiều phòng ba để chấp nhận.